chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mỗi phần sẽ đem lại cho quý vị những cái điều bất ngờ và thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai người chơi. Họ sẽ là những người trực tiếp đưa ra đáp án trong chương trình. Người chơi ở vị trí đầu tiên, xin mời. Quý vị khán giả, tên tôi là Nguyễn Thị Lý, hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay tôi rất vui khi được tham dự chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Thực sự lúc này thì tinh thần rất là hứng khởi và mong rằng tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho cả hai người chơi của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Bạn Lý à? Vâng ạ. Bạn có một chút hơi băn khoăn không? Có một, tôi xin lỗi, hơi hồi hộp không? Run ạ. À đấy, run thì nó là run mà rất là hứng khởi. Tôi phát hiện ra bạn hơi run run là bởi vì chữ hứng khởi của bạn mà cộng với cái nắm đấm giơ lên nó bị trượt nhịp. Đấy, và tôi rất là hứng khởi như nào đấy. Nó bị trượt nhịp nhưng không sao. Bạn như vậy bạn mới dễ tập trung. Bởi vì ngay sau đây nhịp tim sẽ được điều hòa và bạn sẽ tập trung, bạn sẽ đưa ra đáp án. Còn ai đó mà lên, đấy là bằng kinh nghiệm của tôi thôi. Lên bắt đầu mà đầy tự tin rồi sau đó gặp một trở ngại là y như rằng dễ mất bình tĩnh. Và Lý yên tâm, chúng tôi luôn bên cạnh bạn. Em cảm ơn ạ. Người chơi ở vị trí thứ hai, xin mời. Xin chào khán giả trên đài, xin được tự giới thiệu, tôi là Phạm Danh Hùng, hiện nay đang là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hôm nay đến với Đuổi Hình Bắt Chữ thì tôi có một mục đích duy nhất thôi, đó chính là kiếm được khoảng 10 triệu tiền thưởng để có thể nâng cao đời sống sinh viên của mình. Và với cái mục đích chính đáng đó thì rất là mong anh Xuân Bắc sẽ gợi ý nhiệt tình cho cả hai người chơi ạ. Và mời hai bạn hướng lên màn hình và chúng ta sẽ đến với miếng ghép ưu thế. Và ở đây các bạn không cần nhấn chuông, cứ trả lời nhé. Hãy cố gắng tìm được đáp án đúng. Đây là gì? Chó mực ạ. Bạn Hùng trả lời chính xác. Đó chính là chó mực. Theo bạn chó mực là chó như thế nào? Chó màu đen anh ạ. Chó màu đen. Mèo đen gọi là gì? Mèo đen ạ. Mèo mun. Gọi là bạn Lý gọi là gì? Em nhớ như là mèo mun thì phải ạ. Thế còn ngựa đen thì gọi là gì? Ngựa ô thì phải ạ. Đấy, sao lại thế? Cùng trái ngang. Người đen thì gọi là gì? Người da đen anh ạ. Cụ thể luôn. Chó mực là đáp án chính xác. Mời bạn Hùng, bạn sẽ là người chọn điểm. Hãy cố gắng nhấn vào 450 hay 500 điểm. Và chúng tôi luôn luôn muốn như vậy. Mời bạn. Hôm nay mặc áo đỏ, đứng ở bục đỏ, đỏ khác. Rất tuyệt. Với một câu trả lời đúng ở phần thi thứ nhất, các bạn sẽ nhận được 500 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Những miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Các bạn sẽ phải đuổi hình và bắt chữ trong vòng 15 giây. Hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Nếu các bạn trả lời đúng sẽ được 500 điểm. Và nhớ, ở lần này các bạn chỉ được quyền trả lời duy nhất một lần. Mở đầu thì các bạn sẽ nhìn thấy hình của chúng tôi. Nhưng hãy đợi ra tiếp tục những dữ kiện. Tiếp tục ra những dữ kiện, các bạn hãy nhấn chuông nhé. Miếng ghép đầu tiên, đây là gì? Mời bạn. Cánh quạt. Đáp án hoàn toàn đúng, đó là cánh quạt. Một bộ phận của động cơ hoặc thiết bị nào đó khi vận hành sẽ tạo ra sức gió hoặc là cuốn hoặc là quạt một cái gì đó đi. 500 điểm, mời bạn. Mở chi tiết. Chưa nhìn thấy gì cụ thể. Miếng ghép thứ hai, mời hai bạn. Mời bạn Lý. Em nghĩ là cá hậu. Cá hậu. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn. Cá lớn nuốt cá bé. Sao bạn nghĩ rằng đây là cá lớn nuốt cá bé? Em chợt nhìn thấy hình ảnh con cá to nhất trên màn hình đớp nuốt hẳn một con cá vào trong bụng luôn. Thì em nghĩ là câu này. Bắt đầu tôi đã lưu ý các bạn rồi, có 15 giây và hãy chờ những dữ kiện tiếp tục của hình mở ra. Mắt cá. Nghĩa là mắt của con cá. Và mắt cá cũng là mấu lồi ra ở ngoài cổ chân. Khớp nối giữa bàn chân với cả ống đồng của chúng ta. Miếng ghép thứ ba, xin mời. Các bạn có 15 giây, đừng quá vội vàng.
mời bạn. Dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ, hoàn toàn chính xác. Dơ cao đánh khẽ. Làm ra vẻ rất giận dữ, cho sợ, nhưng thực chất là xử lý rất nhẹ nhàng. Đây là một thành ngữ trong đời sống mà chúng ta cũng sử dụng rất nhiều. Có những cái tội rất là nặng nhưng mà cũng dọa giết ghê gớm lắm, nhưng mà cũng nhẹ nhàng cho không. Mời bạn. Mở chi tiết. Mình ghép thứ tư, xin mời. Một thiết bị để tìm hiểu, đưa ra những cái hình ảnh. Xin mời. Máy quét. Máy quét. Đáp án chính xác, đó là máy quét. Bạn Lý định đưa ra đáp án là gì? Máy quét ạ. Máy quét. Lần sau thì cứ đá hẳn chân sang người bên cạnh, nhưng mà gì mình đập nhấn chuông cho lúc người ta trả lời thế. Máy quét, một loại máy để lấy hình ảnh bằng cách quét. Tức là đưa ánh sáng qua cái vật cần quét để chúng ta có được cái hình ảnh. Mời bạn nhận điểm. Mở chi tiết. Xin mời miếng ghép thứ 5. Đây là mốc rất quan trọng dành cho hai bạn. Ai trả lời được miếng ghép thứ 5, ngoài việc có được 500 điểm thì các bạn còn có cơ hội trả lời với 2.000 điểm. Và trả lời luôn miếng ghép thứ 10. Đây là gì? Xin mời. Em nghĩ là kiến gió ạ. Đáp án chính xác là kiến gió. Kiến gió là loại kiến nhỏ, bé. Và đôi khi kiến gió nó di chuyển bằng cách nó nghiêng người vào và luồng gió thổi để cho gió cuốn theo. Kiến gió. Mời bạn nhận 500 điểm đầu tiên. Năm giây dành cho bạn. Em nghĩ là giấy bóng ạ. Gì ạ? Giấy bóng ạ. Chưa chính xác. Xin mời miếng ghép thứ 6. Đào mỏ quạ. Đào mỏ quạ. Đào mỏ quạ là đào thế nào? Là cái đào nó có cái phần nhô ra núm rất là giống mỏ ăn quạ, và cái món này em cũng rất là thích ăn. Cho nên đào là mỏ quạ. Đáp án rất chính xác. Vâng, đào mỏ quạ. Giống đào da xanh, ruột trắng và hơi hồng. Cùi giòn và ngọt, ăn rất là ngon. Trên quả có phần nhô ra và quặp vào giống mỏ ăn quạ. Đúng như bạn miêu tả. Okay. Mời bạn nhận điểm. Hãy mở. Bạn Lý bình tĩnh. Bạn Lý bình tĩnh. Xin mời 5 giây dành cho bạn Hùng. 5, 4, 3. Bóng hồng. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 7. Mời hai bạn. Anh gợi ý không? Mũi tên chỉ vào cái gì? Nói về một dòng âm nhạc. Đây là. Mời bạn. Mời bạn Hùng. Nhạc đỏ. Nhạc đỏ. Đáp án chính xác. Hay còn gọi là nhạc cách mạng, là một dòng nhạc của Việt Nam. Ca khúc nhạc đỏ thường để cổ vũ tinh thần chiến đấu của chiến sĩ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, hoặc là cổ vũ lao động xây dựng tinh thần lạc quan, yêu đời và cống hiến với cộng đồng. Nhạc đỏ. Mời bạn nhận điểm. Lại là cơ hội với 2.000 điểm. Năm, bốn. Bóng giấy. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 8. Xin mời. Mời bạn. Em nghĩ là cá chày ạ. Đáp án hoàn toàn đúng. Yes. Đó là cá. Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, mõm tù, ngắn và có hai râu bé. Loại cá này thì cũng có một câu thành ngữ với nó, các bạn biết là gì không? Không biết ạ. Mắt đỏ. Đúng rồi, mắt đỏ như mắt cá chày. Đỏ như mắt cá chày. Mời bạn nhận điểm. Nào, cơ hội đây. Hãy nhấn chuông đã, hãy nhấn chuông để mở. Mời bạn. Cho em hỏi là em được bao nhiêu điểm rồi ạ? 3. Giấy bóng kính ạ. Gì ạ? Giấy bóng kính. Đáp án là giấy bóng kính. Bạn Lý. Tại sao bạn lại nghĩ là bạn cần phải hỏi điểm vào lúc quan trọng như thế? Em hồi hộp quá.
Em không biết. Tại sao bạn lại nghĩ trong khi dắt bóng gần đến gôn rồi bạn lại dừng lại hỏi thủ môn đối phương là này vừa rồi tớ ghi bàn là được mấy rồi nhỉ? Rút kinh nghiệm nhá. Vâng ạ. Đáp án của bạn là giấy bóng kính, bạn được cộng cho mình thêm 2.000 điểm. Vâng, phần 1 rất sôi nổi, rất nhanh. Bạn Hùng đang có 2.500 điểm. Bạn Lý đang có 3.000 điểm. Đấy, tổng điểm của bạn có đấy. Chúng ta cùng làm quen với hai người chơi. Bạn Phạm Danh Hùng, cung nhân mã và tuổi lợn. Hay còn gọi là tuổi hợi ạ. Đây bạn ghi là tuổi lợn đây này. Đánh máy hẳn hoi đây này. Thực ra là cung là theo châu Âu mà tuổi thì theo châu Á. Vâng ạ. Bạn lại Đông Tây Y kết hợp, đúng không? Dạ vâng ạ. Nghề nghiệp thì là đồng nghiệp với anh Xuân Bắc. Tức là bạn sẽ làm gì ạ? Đấy là nghề nghiệp tương lai của em mà vâng. Mong muốn ạ. Đấy là... chính là việc dẫn chương trình ạ. À, vâng. Là người dẫn chương trình. Lịch sử xem đuổi bắt chữ là đã xem và yêu thích chương trình từ khi còn là trẻ con. Sở thích của bạn là gì? À, em có sở thích là muốn làm mọi người cười. Em thích nói nữa. Và cũng thường hay bị mọi người nói là nói nhiều quá. Từ cái này thì được ghi nhận từ hồi cấp 1 rồi. Trong sổ danh bạ hay là họp phụ huynh bao giờ thì cô giáo cũng nhắc riêng bố mẹ về việc gây mất trật tự trong lớp, ảnh hưởng đến các bạn khác. Bạn Lý, thế quan điểm của bạn với một... Tức là bạn sẽ lựa chọn bạn trai như thế nào? Riêng trong việc nói thôi nhá. Nói ạ? Nói thì em thấy em nói đủ nghe rồi. Thôi em chỉ thích anh nào nói vừa vừa thôi ạ. Thích anh nào nói vừa vừa không nhá, cho nên là quan điểm của mình là đôi khi phải tùy đối tượng mình mới áp dụng. Dạ vâng ạ. Nhá. Sở đoản chưa một lần nấu cơm dưới bất kỳ hình thức nào. Thì nói thôi ạ, không nấu, không làm. Bạn không biết nấu, không học nấu. Thực ra là em có một may mắn khi mà em được ở với ông bà cũng như là bố mẹ. Thì có rất là nhiều người đảm đương công việc bếp núc trong nhà. Cho nên là em được may mắn là được mọi người tha cho việc đó. Và em chỉ việc ăn thôi. Nhưng mà em nghĩ là cái công việc ăn cũng không phải đơn giản. Đúng. Mình ăn làm sao mà phải khen, phải làm động viên tinh thần người nấu. Đúng. Thì bà em nấu được mấy chục năm nay thì em nghĩ là em cũng khen tốt ạ. Ăn là cả một nghệ thuật đấy. Vâng ạ. Mục tiêu tham gia chương trình của bạn là gì, bạn Hùng thân mến? Như em có chia sẻ từ đầu là em muốn kiếm được khoảng 10 triệu tiền thưởng. 10 triệu. Để nâng cao đời sống sinh viên một được. Chút ạ. Chỉ thế thôi. À, hơn thì tốt ạ. Đây là mục tiêu tối không, thiểu không, ạ. Tức là mục tiêu là chỉ đến để kiếm tiền thôi. Dạ, chúc mừng bạn với 2 triệu rưỡi bạn đang có. Chưa đủ 10 triệu. Còn cố gắng nữa nhá. Dạ, vâng. Còn cố gắng nữa. Bạn Lý đang đấy, càng ước mơ nhiều thì càng thất vọng nhiều. Mong được khoảng chục triệu tiền thưởng để làm cho đời sống sinh viên thêm thú vị. Còn bạn Lý, người bên cạnh bạn. Lúc nãy bạn có nói là em chót viết ngang rồi có làm sao không? Không sao. À. Họ và tên Nguyễn Thị Lý, biệt danh. Biệt danh là biệt danh ạ. Biệt danh nên đấy có Lý Tuét ạ. Lùn siêu cấp lùn. Lý Tuét. À. Trước tôi nói chuyện với anh Công Lý, tôi cũng hát một cái bài mà anh ấy dồn đánh tôi gần chết. Lý Tuét đi đôi giày chuột khoét, cầm cái chổi đi đâu cũng quét, gọi là Lý Tuét. Địa chỉ Sóc Sơn, Hà Nội. Sở thích của bạn? Sở thích thì em có sở thích đọc sách ạ. Hoặc viết nhật ký. Nói chung em thích đọc và viết ạ. Thích đọc và viết. Vâng. Sở đoản là không có sở đoản nào. Bạn Hùng thấy ngưỡng mộ không? Em thấy hơi tự không sướng. Có sở đoản nào luôn. Lúc viết cái bản đăng ký thì em chưa nghĩ ra sở đoản của em hình như là hơi hoàn hảo quá. Vâng ạ. Hoàn hảo? Vâng, hoàn hảo. Lần sau viết mạnh dạn vào đây sở đoản. Đừng hỏi em về sở đoản bởi vì trong người em không có khái niệm gì tên là sở đoản bởi vì em quá hoàn hảo. Lý do tham gia chương trình của bạn? Lý do tham gia chương trình thì có nhiều lý do ạ. Nhưng mà lý do lớn nhất là mẹ em thách em đi thi chương trình. Thách? Vâng ạ. Mẹ thách? Vâng ạ. Mẹ nói như nào? Cho tôi nghe lại đoạn hội thoại của hai mẹ con. Đoạn hội thoại của hai con em diễn ra vào hôm em với mẹ em đang xem chương trình Đuổi Nghề Bắt Chữ. Thì hai mẹ con đều thích xem chương trình này nên là hai người xem với nhau. Nhưng mà chả hiểu sao người thắng thì toàn là mẹ em. Thế là có hôm những cái câu mà em trả lời được ý thì em hay vỗ ngực tự hào. Đấy, mẹ thấy chưa, con trả lời được phết ấy. Thì mẹ em bảo là thôi ngồi nhà thì... Mẹ em bảo là thôi đê, ngồi nhà thì đừng có mà ti toe. Nếu mà dám thì đăng ký thử xem có trả lời được không. Và thế là... Cái gì thì em chịu được chứ riêng đã thách thì em không chịu được, em đăng ký online luôn. Wow, thách là không chịu được. Sợ thật đấy. Vâng. Bạn là người mạnh mẽ. Lý do thứ hai của em là như tất cả mọi người, như bạn Hùng thì là ngày bé thì rất là
thích anh Xuân Bắc, Hoa Lá Cành. Ừ. Thích lắm ạ, ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà giờ thì em đỡ nhiều rồi. Ừ. Bây giờ thì nhìn già rồi ạ. Giờ thì em chuyển sang thích một đối tượng khác rồi ạ. Ừ, thích một đối tượng khác. Vâng. Chúc mừng bạn mới thích đối tượng khác và chúc mừng cái đối tượng đấy bạn thích. Em dạo này em chuyển sang thích một đồng chí mắt hí hí, má phúng phính. Đồng chí Nam nhánh Xuân Bắc, con trai nhánh Xuân Bắc ạ. Cậu ấy sống được phết đấy. Tôi biết cậu, tôi biết cậu, cậu cũng thú vị phết. Vâng. Về chuyển rồi. Đấy, hả? Đồng ý ạ. Vâng. Được rồi, để về tôi. Vâng, anh nhớ chuyển lời của em. Về về tôi sẽ nhắn với cháu nó. Vâng. Ừ. À, xin cảm ơn bạn rất nhiều. À, nói đùa vậy thôi chứ mỗi người sinh ra đều có lý do riêng. Mà lý do đấy thì không ai trả lời được. Vâng. Chỉ có điều là khi chúng ta có mặt trên đời này, khi chúng ta có duyên gặp gỡ thì chúng ta hãy đem lại cho nhau những cái niềm vui, đem lại cho nhau sự thoải mái để cuộc sống ngày càng có ý nghĩa hơn. Thì rất là vui khi bạn lại cảm thấy vui với em bé Bi nhà tôi chẳng hạn như vậy. Và bố con tôi cũng rất là vui nếu như đem một chút gì đó niềm vui đến cho mọi người, đem lại tiếng cười cho mọi người. Và trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ cũng vậy, tôi luôn luôn cố gắng mang lại niềm vui cho người chơi, cho quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Phần thi thứ hai, đây là những cơ hội cuối cùng dành cho hai bạn. Bạn Lý đang có 3.000 điểm, bạn Hùng đang có 2.500. Phần thi thứ hai, các bạn đã biết rồi, vẫn chỉ là 9 miếng ghép, 15 giây. Lần này các bạn được quyền trả lời liên tục nhé. Và mỗi câu chúng ta sẽ chọn điểm một lần. Bạn Lý. Vâng ạ. Mời bạn chọn điểm trong miếng ghép đầu tiên. 100 điểm. Đây là gì? Rất nhanh, khẩn trương nào. Đây là gì? Gì đấy ạ? Gấu Bắc Cực. Tiếp tục, vẫn còn cơ hội. Xin mời. Gấu Trúc ạ. Đáp án đúng, đó là gấu trúc. Các bạn xem Kung Fu Panda nhỉ? Đúng rồi ạ. À, gấu trúc. À, loài gấu, vâng, loài gấu sinh trưởng và có thể nói là đặc biệt là ở Trung Quốc. Trung Quốc thì gấu trúc phát triển rất là mạnh, nó rất thích ăn cây tre, cây trúc. Đáp án chính xác, gấu trúc, 100 điểm dành cho bạn. Mở. Có vẻ như là một góc công viên. Bạn Hùng chọn điểm ở miếng ghép thứ hai. 100 điểm. Hai bạn đã bảo ban nhau rất khéo. Đây là gì? Đây là chàng trai đang gì? Mà từ trong dân gian gọi là anh ấy đang gì cô ấy? Gì ạ? Mà lại là hai viên gì đấy? Thuốc. Đúng rồi. Chúng ta cái hành động làm cho tôi không nói nữa rồi. Là chàng trai buông những cái lời hoa mỹ rồi thì tìm hiểu rồi thì các thứ cô gái thì xin mời. Anh nghĩ là tán thuốc. Đáp án chính xác đó là tán thuốc. Nghiền thuốc viên ra thành tán thuốc. Mời bạn nhận điểm của mình. Mở chi tiết. Bãi cỏ. Bạn Lý. Ba trăm. Đây là gì ạ? Em nghĩ là văn công. Chưa chính xác. Em nghĩ là công văn ạ. Công văn là đúng. Đáp án của chúng ta là công văn, giấy tờ trao đổi liên hệ công việc của cơ quan nhà nước nói chung. Công văn. Mời bạn nhận điểm. Bỏ nào. Miếng ghép thứ tư. Văn Hùng chọn điểm. 550. Tuyệt vời. 15 giây thuộc về các bạn. Đáp án là gì? Mời bạn. Bánh kem ạ. Bánh kem. Chính xác. Bánh gato được phủ kem tươi, đánh bông hoặc kem bơ lên trên. Trang trí rất đẹp mắt. Dùng chủ yếu vào các dịp và sinh nhật hay lễ Tết. Kem thì chúng ta rất là quen thuộc rồi. 550 điểm. Mời bạn. Mở nào.
Chúng ta đến với miếng ghép thứ 5. Đây là mốc quan trọng. Chúng ta thấy bắt đầu mở được ô ở giữa là bạn Hùng và bạn Lý cứ này. Bạn Lý cho điểm nào. 400. Gì đây ạ? Mốc quan trọng nhá. Gợi ý hôm nay em ạ. Gánh hát. Bạn Hùng gợi ý cho bạn Lý đi. Trên đây có cái gì đấy chị? Có cái gánh. Cái gánh đang làm gì đấy? Đó, đáp án là gánh hát rồi. Đúng rồi. Đấy, cứ nhem nhem. Đáp án chính xác, gánh hát. Ý nói một đoàn gồm diễn viên sân khấu đi biểu diễn lưu động. Gánh hát thì thường là một gia đình, họ gắn kết chặt chẽ với nhau và người ta đi biểu diễn lưu động. Và thường là họ không có những cái điều kiện như là ở những cái nhà hát. Không có những cái điều kiện về cơ sở vật chất. Gánh hát. Mời bạn nhận điểm. Mốc quan trọng này. Bạn có 5 giây. 1 2 3 Tên mây. Chưa chính xác. Cái gì ở cung hả? Miếng ghép thứ 6. Rất dễ, rất đơn giản. Bạn Hùng chọn điểm. 400. Đừng bỏ phí 400 này thuộc về ai nào các bạn. Gì đây? Mời bạn Hùng. Tóc quả dưa. Không chính xác. Đây không phải quả dưa đâu. Lược bí. Đáp án đúng. Lược bí. Lược có răng nhỏ và ken dày để chảy gầu trên tóc, chảy chấy. Lược bí. Mời bạn nhận điểm. Lược bí. Mở chi tiết. Bạn có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Miếng thứ 7. 250. Gì đây ạ? Mời bạn. Em nghĩ là mận hoa. Chưa chính xác. Bạn Hùng. Cà hoa. Chưa chính xác. Đào hoa. Không đúng. Hoa táo ạ. Không phải. Đây là quả táo anh. Quả mận. Hoa mận ạ. Không phải. Tên một loại mận. Mời bạn. Mận hoa. Không đúng. Mận cuống hoa. Không phải. Thế anh chỉ cái gì đấy ạ? Chả chỉ cái gì thì tay nó cầm hoa thôi. Mời bạn Hùng. Anh có gợi ý gì chưa không ạ? Thôi tôi gợi ý nhá. Tôi cứ gợi ý nhá. Dạ vâng ạ. Danh từ tên một loại mận trồng ở khu vực miền núi phía Bắc. Kể nhầm tên các loại mận đi nào. Chúng ta có mận cơm này, chúng ta có mận hậu này. Mận tam hoa. Gì ạ? Mận tam hoa. Đáp án đúng, mận tam hoa. Từ em chả biết cái loại mận này trên đời. Không biết hả? Vâng. Đây, để tôi nói là giống mận được cho là đặc sản ở vùng cao tỉnh Lào Cai. Mận ở đây quả đỏ mọng và giòn, thường rộ vào đầu hè, rất được ưa chuộng. Ở cái tỉnh phía Bắc, tôi nói đến mận mà tôi thèm quá. Mận tam hoa. Mời bạn nhận điểm. Vẫn là cơ hội. Bạn Lý lườm bạn Hùng. Bạn Hùng vẫn bình tĩnh. 5 giây. 5, 4, 3, 2. Cánh cung tình ái. Gì ạ? Cánh cung tình ái. Cánh cung tình ái. Sai rồi. Chưa chính xác. Biết rồi. Tiếp tục miếng ghép thứ 8 nào. Phức tạp thế. Cánh cung tình ái. Cụ thể nó là cái gì? Em không rõ, em mới nghĩ ra. Chọn điểm bạn Hùng. Gì đây ạ? Mời bạn Hùng. Tiếp tục. Quả lê ạ. Không phải. Quả gì mà nó giúp bị bà để bà ngửi ấy. Thị bắp à? Thị cơ. Tìm cách gọi khác của những cái người mà có cơ bắp vạm vỡ ấy. Gắn với cái này. Cơ bắp vạm vỡ thì trông anh ta rất là thế nào. Tiếp tục.
Đô thị. Gì ạ? Đô thị. Đáp án đúng, đô thị. Nơi dân cư đông đúc là trung tâm thương nghiệp hay công nghiệp, đô thị. Mời bạn nhận điểm. Mở nào. Ba, hai. Tay cung. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 9. Phần chọn điểm của bạn Lý. 600 điểm. 550. Gì đây? Cá dọn bể. Chưa chính xác. Không phải. Cá quả. Đáp án đúng, đó là cá quả. Tên gọi là cá nước ngọt, rất ngon và bổ dưỡng, có thể chế biến nhiều thành nhiều món như là nướng, kho, lẩu hoặc là thậm chí là ruốc nữa. Cá quả. Mời bạn nhận điểm. Mở nốt nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Trả lời của hai bạn bây giờ là như nhau. Mỗi bạn sẽ được trả lời một lần. Hãy nghe tôi gợi ý nào. Hãy nghe tôi gợi ý. Thường nói về việc sắp xếp đội hình. Màu xanh. Vâng, mời bạn Lý. Một cụm từ đúng không? Hình vòng cung. Gì ạ? Hình vòng cung. Chưa chính xác. Anh tiếp tục gợi ý thôi. 5 giây dành cho bạn. 5. Mũi nhọn. Hình cong như một phần của đường tròn. 2 từ. Vòng cung. Thật tiếc, hai bạn đã không trả lời được miếng ghép thứ 10. Bây giờ mới là lúc căng thẳng. Điểm của hai bạn sát sần sạt với nhau. Bạn Lý, bạn Hùng. Bạn Hùng đang có 4.200 điểm. Bạn Lý đang có 4.050 điểm. Bạn Hùng sẽ là chủ nhân chiếc ghế đỏ. Hai bạn là bám đuổi nhau rất sát. Thật tiếc miếng ghép thứ 10 các bạn đã không mở được ra. Bạn Hùng vẫn còn cơ hội để thực hiện cái mong muốn của mình khi đến với chương trình. Còn bạn Lý, chúng ta phải chia tay nhau. Chúng ta chia tay nhau và bạn sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Mời bạn. Xin gửi tặng bạn, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với chiếc ghế đỏ và chủ nhân chiếc ghế đỏ trong chương trình hôm nay, đó chính là bạn Hùng với 4.200 điểm. Xin mời. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với phần thi thứ 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Trên tay tôi là đáp án và bạn Hùng có thể ghi điểm như thế nào là tùy do bạn. Và bạn Hùng sẽ tự quyết định xem mình đi qua M hay không. Và bạn biết rồi, bây giờ bạn chỉ có cơ hội là hoặc là vượt qua hơn hẳn nếu bạn giành được 15.000 điểm. Và vượt qua xa hơn nữa nếu bạn giành được 30.000 điểm. Còn nếu không thì bạn sẽ không có cơ hội. Bạn chỉ còn cơ hội rất ít để giành cộng thêm số điểm thôi. Dạ vâng ạ. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Nào. 25 ô chữ cái được chia thành 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Bạn sẽ giành được 15.000 điểm nếu như 60 giây trả lời 5 câu thẳng hàng. Qua giao điểm M, bạn sẽ giành được 30.000 điểm. Sẵn sàng. Chuẩn bị. 60 giây. Bắt đầu. A. Chữ A. Đây là gì? Cầu thương. Chữ cầu viện. Xác. Cầu viện. Cầu viện. Đáp án chính xác. B. B. Vén rèm. Chưa chính xác. Đây rèm. Là gì? Vén mành. Không phải. Chuyển. Chuyển. C. C.
C. Thu ván. Không phải. Thu nhỏ. Không phải. Bóp ván. Uốn ván. Uốn ván. Uốn ván đáp án đúng. Uốn ván. D. Gì đây? Gì đấy? Kia. Người xoay. Không phải. Tức là một khái niệm nếu một nhìn ai đó mà. Đảo lộn. Không phải. Một nhìn nhìn ai đó mà rất là béo ấy thì bảo là ôi rồi nhìn kìa. Cả cái đấy, anh ấy đang làm gì đấy? Nhìn thật là không phải. Ào. Dễ lắm. Nào, mời bạn đứng dậy, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của hình này rất dễ và rất đơn giản. Đây, bạn đọc to lên ạ. Béo quay. Béo quay. Đúng không? Đơn giản quá, bạn trả lời được 2 câu. À, bạn cộng thêm cho mình 300 điểm nữa và tổng số điểm của bạn là 4.500 điểm. Bây giờ sẽ là quà của chương trình gửi cho bạn. Cái giấc mơ có được 10 triệu thì bạn không thực hiện được. Dạ vâng. Nhưng mà tôi tin rằng bạn có được những cái điều tốt hơn. Bạn có được những cái điều thú vị hơn. Đó chính là không khí, đó chính là trải nghiệm với chương trình. Xin gửi tặng quà cho bạn. Em cảm ơn ạ. Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chương trình do Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Hai bạn sẵn sàng đến với chương trình chưa? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Ở Việt Nam giơ tay là phát biểu ý kiến. Không cần xin lỗi.